Mọi người xem ngày xưa các cụ mình thả thính qua mấy câu ca dao so bad. Ngày xưa các cụ mình á rất thẳng thắn luôn mọi người. Thích cái gì nói cái đó. Thấy một cái cô gái đẹp mà đang chèo xuồng, các cụ lại cua liền. Nước láng Linh chảy sông Dàm Cú. Thấy em chèo cặp vú muốn hung. Nó rất là thẳng thắn, rất là vô vấn đề. Đối với em nha, giữa một cái đứa gặp em mà nói chuyện về mùa hạ rồi tiền tài sương gió đồ thì chắc chắn là em sẽ chịu một cái anh mà biết cảm kích cặp vú của em. Anh ấy 10 điểm mà anh ấy chưa thôi bú 100 điểm.